Con nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Yến. Dạ, điểm mạnh của con là có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Con dễ thương mà, chỉ có hơi bé bé xíu xíu, chiều cao thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Mời Phương. Con nói qua về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cái điểm mạnh của con ấy thì chắc là có nghĩa là con thích lập trình, các cái ngôn ngữ lập trình, có thể thích học hỏi các cái ngôn ngữ lập trình và các tìm hiểu các công nghệ mới, chăm chỉ, gọi là chăm chỉ luyện tập để có thể làm tốt công việc của mình được giao. Còn điểm yếu thì chắc có nghĩa là bị mù đường ạ, mù đường mới cả là hơi bị nhát một xíu ạ. Hơi bị nhát, tức là con tập trung vào chuyên môn rất là tốt đúng không? Đúng rồi. Ngoài chuyên môn thì con hay bị nhát. Rồi con có mấy mối tình rồi Phương? À, có một mối tình ạ. Một mối tình hả? Bao lâu? Khoảng 6 tháng ạ. 6 tháng hả? Như sao chia tay mới có quen 6 tháng hả? Tại vì lúc đấy là lúc mới ra trường thì là con tập trung khá nhiều vào công việc ạ. Thì lúc đó thì cũng không quan tâm đến bạn nữ, cho nên là dừng lại ạ. Ở thế. Rồi. Và nhà gái? Còn con sao Yến? Dạ con một mối tình đơn phương. Con đơn phương hả? Dạ đúng rồi. Đơn phương bao nhiêu lâu? Đơn phương 1 năm, hồi cấp 3 thôi ạ. Hồi cấp 3 hả? Anh đó là học lớp mấy? Dạ bằng tuổi. Bằng tuổi, có chung lớp không? Dạ không. Không hả? Dạ. Khác lớp hả? Dạ đúng rồi, kiểu giống như là bạn bè chơi thân quá. Xong rồi kiểu đùa giỡn nhưng mà không biết. Yêu hồi nào không hay, thế cái bạn đó như thế nào? Đó là mẫu người lý tưởng của con hả hay sao? Về ngoại hình? Con nghĩ chắc vậy. Chắc vậy phải không? Con mong muốn cái người bạn bên rào á, con có muốn giống cái mẫu hình lý tưởng đó của con không? Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á. Giống Hà Anh Tuấn hả? Ồ. Chồng quốc danh của con á. Chồng quốc danh của con á. Chồng quốc dân của con đó hả? Wow. Có nghĩa là phải có đeo mắt kiến nè. Có không? Đeo cũng được, không đeo cũng được. Ốm ốm xương xương, người hơi roi roi ha. Có cần phải hát hay không? Dạ không, không cần. Không cần. Ủa vậy con thích Hà Anh Tuấn ở điểm nào? Kiểu chín chắn. Rồi kiểu con không biết nữa nhưng mà con thấy mê. 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 Mê Hà Anh Tuấn. Rồi cô coi bên đây là Hà Anh gì? Hà Anh Phương. Hà Anh Phương. Chào con. Con nghe bạn gái nói giờ bạn gái mê Hà Anh Tuấn, con thấy nhói lòng không? Con có mê Hà Anh Tuấn không? Dạ. Con thì không hay nghe nhạc mấy. À vậy đó hả? Ừ. Đó là thần tượng của người ta mê. Thì bởi vậy mới hỏi cảm xúc. Tại vì có những người họ nghe xong họ cảm thấy là họ nhói lòng. Nhưng cũng có người là nghe xong là đã hơn, thích hơn. Đâu có gì vì nhói là lòng chung đâu. Một chung một idol á, con hiểu không? Đó là một thần tượng. Idol thì mãi mãi là idol, không thể là của mình được. Rồi con muốn người yêu thế nào con nói cho cô Hồng Vân biết đây nè. Con thì muốn một người yêu kiểu thấp hơn con, cỡ tầm 1m55 đến 1m6 ạ. Tóc dài xíu. Thân hình nhỏ nhắn, dễ tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu không giống công chúa quá. Không giống công chúa quá đúng không? Con có thần tượng ai không? Đó, tôi đang tính hỏi câu đó đó. Thần tượng thì là con thích cái chị Min ấy, ca sĩ Min, tức là chị Ngầu, nhìn chị Ngầu. Min. Con có thích chị Min không? Con có biết chị Min không? Dạ có nghe nhưng mà không quan tâm lắm á. Vậy hả, là mỗi bạn một dòng nhạc khác đúng nhau á. Đúng rồi, mỗi dòng nhạc khác nhau. Bây giờ thì để tôi qua tôi coi nhà gái cái đây con. Đây mời ông. Chào chú đi con. Chào chú. Nít ăn hoài không lớn á. Con không thích điều gì đàn ông? Ở dơ ạ. Ở dơ hả? Ủa sao hôm nay tôi thấy mấy bạn gái cứ không thích đàn ông ở dơ. Đúng rồi. Bây giờ thời đàn ông bận quá ở dơ lắm hả? Ai mà thích ở dơ? Không có đâu con. Đôi khi ta lao động ta mệt mỏi rồi người ta làm biết tắm khi cô chưa có gia đình thôi. Chứ về nhà ta vẫn tắm sạch sẽ chứ ai đâu mà ở dơ. Con đi với ai? Dạ con đi với cái bạn đồng nghiệp ạ. Bạn đồng nghiệp hả? Dạ. Rồi mời bạn đồng nghiệp cho ý kiến nào. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào và con. Mọi người trong trường quay ạ. Thì chị Yến á, thì em thấy là cũng rất là đúng với mẫu người lý tưởng của anh luôn rồi đó. Có thể là khi mà anh gặp thì anh sẽ thích chị. Bởi vì chị rất là dễ thương. Tính cách chị cũng rất là hoạt bát. Nên là nếu mà tính cách của anh nhút nhát á, thì anh có thể tìm hiểu thêm về chị. Bởi vì chị rất là hòa đồng với mọi người. Còn anh sao? Theo con thấy á, thì bạn nam cũng được ok. Ok, được ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn con. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với đứa bạn ạ. Dạ con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ.
Xin chào quý vị khán giả. Con thấy bạn nữ bên này rất là xinh và dễ thương. Thấy hai người cũng khá phù hợp. Nên là hai bạn hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Dạ, con có bồ chưa? Dạ, con chưa có. Chưa có đúng không? Lần sau đăng ký chương trình nghe không? Dạ. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi. Anh có một bó hoa sáp mình tặng em. Dạ, anh cảm ơn, có món quà tặng em. Nè nè, cô hỏi con nè, nhỏ bé vậy là đủ với con chưa? Đó, xinh xinh á, thích xinh xinh bé nhỏ vậy đó. Là con thấy bạn là đúng với cái tiêu chuẩn của con chưa? À, đúng rồi ạ. Rồi, vậy đây nào. Thoải mái nói chuyện nha. Thường thì anh đi làm như vậy là tối mới về luôn đúng không ạ? Đúng rồi, một ngày làm 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật thì được anh được nghỉ. Nhưng mà thường có tăng ca không? Tại thường lập trình viên là rất là nhiều công việc á. Tăng ca thì chắc tùy dự án thôi. Còn em thì công việc thì chắc có phải có thời gian rảnh những lúc nào ạ? Hiện tại là em đang làm sale bên tài chính á, nên là sẽ đi sớm về khuya. Dạ, cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Nghỉ thứ bảy chủ nhật thì anh nghĩ là nếu mà sau này mà có thể hẹn hò thì có thể hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật được. Thì anh có nhận xét gì về em không? Nhìn em dễ thương. Dễ thương, cảm ơn. Rồi, còn em thấy ảnh sao? Dạ, con thấy hiền. Được ha? Dạ, thấy hiền. Hiền. Dạ. Nếu mà bây giờ mà em với anh mới cho nhau cơ hội thì theo em thì thời gian là bao nhiêu thì có thể tiến đấy xa hơn? Chắc cũng phải khoảng 5.5 năm á. 5.5 năm là lúc đấy là em 26, 27. Đúng rồi. Khoảng thời gian đấy thì anh nghĩ thời gian mà anh cố gắng để anh có thể làm nhiều thứ hơn. Bây giờ hiện tại anh cũng đang làm tương đối nhiều việc, thì anh sẽ tập trung để có thể phát triển được một cái gì đấy, để khoảng trong một khoảng thời gian đấy thì anh sẽ có một chút thành tựu gì đó. Thì anh nghĩ rằng mình có thể được, ý là mình có thể xây dựng được một cái gia đình nhỏ nhỏ. Là anh muốn lập nghiệp ở đây luôn đúng không? Đúng rồi. Em thì nghĩ thế nào về tình yêu? Tại chưa yêu bây giờ. Chưa yêu bây giờ nên là cũng chưa kiểu về hôn nhân thì cũng chưa suy nghĩ đến. Tại sẽ không biết làm gì và kiểu như là trời, về làm cái gì, về làm như thế nào. Mà cô hỏi con nè, tại sao vậy? Con xinh xắn, dễ thương, con lại làm ở một môi trường nó tương đối là cũng nhiều người đúng không? Thì lý do gì mà con lại chưa có người yêu mà chỉ có đơn phương thôi? Không, đơn phương đó là con đơn phương từ hồi cấp 3 thôi, chứ giờ kiểu con không có thời gian dành á, dành cho, với lại cũng thích người ta nhưng mà cảm thấy người ta không thích mình nên là con sẽ lui luôn chứ con không có tiến thêm kiểu vậy. Bây giờ con nói cho anh biết là con chưa yêu lần nào, con cảm giác tình yêu ra sao, thử coi tưởng tượng sao. Màu hường hay màu tím hay màu vàng? Con thấy hường cũng có mà chắc tím cũng có. Tình yêu muôn màu đó phải không con? Dạ đúng rồi. Dạ, ảnh là màu gì của con? Chắc màu hường quá. Màu hường hả? Màu hường là tình yêu đó. Mấy bà nhí này là thích màu hường. Rồi bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài hay làm gì đó. Thì anh mượn tay em. Thì nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Trước khi mà đến đây thì em có chuẩn bị một cái đoạn code. Em viết cũng mất tương đối nhiều thời gian. Em muốn cho bạn gái xem thử. Vì con là lập trình viên mà. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin mời chương trình ạ. Thank you.
thì là cái đoạn code vừa rồi của anh viết thì nó có cái ý nghĩa, tức là khi mà anh đã yêu ai thì anh sẽ dành tất cả sự chân thành cho người đó, và khi anh ở độ tuổi 2 năm thì không phải là ở độ tuổi mà quá trẻ nhưng mà cũng không phải là ở tuổi quá già. Anh muốn là mình khi mà đã cho nhau cơ hội thì thực sự là có sự nghiêm túc ở trong này để có thể tiến tới xa hơn. Cảm nhận bạn gái thế nào khi xem xong đoạn code đó? Dạ, con thấy rất là kiểu dễ thương, cái chân thật trong đó mà cái anh đó ảnh dành vào đó, nghiêm túc và chân thành, đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Bạn trai cứ tiến tới nắm tay cô gái đi. Con có muốn hát một bài nào đó gửi cho em không? Con thì hát không hay, nhưng mà con sẽ hát một cái bài của bài Anh Thanh Niên đi. Hát một khúc hay một khúc mấy câu đầu là: Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời. Hết rồi. Bạn gái hát lại đi. Ừ, con có hát tặng anh bài nào không? Con hát hai ba câu của Hà Anh Tuấn á, bài Chưa Bao Giờ. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sông trào, ngồi nghe chiều im gió thoảng giữa muôn vàn hoa. Con nhớ được chừng đó nè. Ok, rồi về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ thật chín chắn nha. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra xem mình có nên bấm hay không. Và khi bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau, chính thức hai đứa đã hẹn hò với nhau đó. Bây giờ bắt đầu biết yêu đi nha cô bé. Chỉ dẫn cho em nghe con, nó không biết một cái gì luôn, cái tờ giấy trắng phau luôn vậy đó. Con hãy lập trình cuộc sống của em. Thế thì con nhìn ở ống kính kìa, coi gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình ha. Mình hãy nói gì với người lớn đi. Trước mắt con xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa có cơ hội được gặp nhau. Thứ hai tức là con muốn nói là dù sau này nếu hai đứa tìm hiểu và có cơ hội đến với nhau thì chắc chắn rằng em sẽ không phải hối hận vì hôm nay đã ấn nút. Đấy, hay quá. Chín chắn ghê chưa? Ha? Chín chắn không? Chín chắn lắm. Con xin phép ba mẹ cho hôn em cái đi. Xin phép ba mẹ hôn.